Xin chào các bạn, tôi là Hán Quang Dự và người ngồi bên cạnh tôi là bạn Mai Liên. Hai thầy trò đang có mặt ở cái trường quay do chính tôi tạo ra để hai thầy trò chia sẻ về kinh doanh online. Thì đáng lẽ ra cái video này ấy, thì bạn ấy sẽ chia sẻ về cái sản phẩm liên quan gạo lứt của bạn ấy. Tuy nhiên tôi muốn xen vào một tí, bởi vì sao nhỉ? Tôi rất muốn kể cho bạn nghe cái câu chuyện mà nó liên quan đến gạo lứt. Mai Liên thì chắc chắn có nhiều cái câu chuyện thành công của gì ạ, của khách hàng của em liên quan gạo lứt rồi. Nhưng mà thầy muốn kể cho em nghe câu chuyện này. Câu chuyện này không liên quan đến sản phẩm gạo lứt nhá, mà chỉ liên quan đến gạo lứt này. Cái thời điểm 2 năm trước đây, thầy Dự đi xuyên Việt, đạp xe xuyên Việt. Và trên hành trình đi đạp xe xuyên Việt thì các thành viên trong nhóm bị thủy đậu. Và thủy đậu thì nó lây nhau. Và lây nhau như vậy thì mình rất là chủ quan thôi, tại vì mình vẫn sinh hoạt ăn uống cùng, thậm chí ngủ cùng. Thế là tính cái thời điểm là thời điểm gần đến chỗ chân đèo Hải Vân rồi. Mà đạp xe đạp thì không được qua đường hầm, mà phải đi lên trên đèo Hải Vân, phải leo lên, mà phải leo lên đi xuống nó mới có trải nghiệm đạp xe xuyên Việt mà. Thì lúc đấy người mình bắt đầu có một cái nốt ở bụng này rất là to. Thôi mình chết rồi, nốt này nốt thủy đậu ra rồi. Các anh chị em khác thì có nốt nhưng nốt nhỏ nhiều. Bây giờ thôi nốt to này, nhưng khả năng mình là thủy đậu mất rồi, tại vì bị lây. Thế là vào phòng khám thì người ta bảo đúng là bị thủy đậu. Và bị thủy đậu này thì kiêng nước. Thủy đậu này là kiêng gió, kiêng kiêng rất nhiều thứ khác. Thế mà tôi chết rồi. Thế chẳng nhẽ bây giờ mình lại không thể tiếp tục cái hành trình đạp xe xuyên Việt mà mình phải đi qua để còn đi vào trong Hồ Chí Minh có kế hoạch nữa. Thế lúc đấy may như nào mình lại gọi điện cho một cái nhà sư, thì có quen một cái nhà sư, thì nhà sư bảo rằng là gì ạ? Bây giờ đó đúng là cái nốt thủy đậu rồi. Nhưng bây giờ nếu mà con muốn vẫn băng qua đèo Hải Vân, leo lên rồi leo xuống nhá, trời nắng lắm, và có thể tiếp tục cái hành trình đi thẳng vào Hồ Chí Minh mà không cần phải lo về thủy đậu đấy, thì bây giờ chỉ có hai bí kíp sau đây thôi. Bí kíp số 1 đó là suy nghĩ tích cực, bí kíp số 2 là dùng gạo lứt. Thì suy nghĩ tích cực là như nào? Thì ông thầy cũng bảo là con phải nhớ rằng là gì ạ? Cái việc mà có một cái nốt gì đó, con tạm quên nó là cái từ thủy đậu đi. Cái nốt gì đó nó nổi ra trên cơ thể của con, chứng tỏ là cơ thể của con đang báo hiệu cho con biết được rằng là gì ạ? Là trong người con đang có điều gì đó không ổn. Nên nó cảnh báo có điều gì đó không ổn. Và không ổn thì bây giờ nó ra cái nốt như vậy để con tìm cách để con điều hòa lại cơ thể của con nó ổn thôi, là con khỏe. Còn hơn là nó cứ ủ đấy nó không phát ra thì sau này có còn bệnh nan y cơ. Nên là con phải tích cực với điều đấy. Con nghĩ rằng đây là một cái sự thông báo rất tuyệt vời từ cơ thể. Con phải tích cực về điều đấy. Mình bảo, ồ, vâng thầy nói cho con hiểu rồi. Thế bây giờ cái gạo lứt thì như nào? Thầy bảo rằng là thứ nhất là trong vòng những ngày tới, thứ nhất là con không ăn thịt. Tuyệt đối không ăn thịt. Cái thứ hai là con gì ạ? Không ăn thịt này, con không nên ăn cơm. Không nên ăn cơm, không gạo trắng ấy. Thì bảo, ôi dồi ôi, thế nó đói cũng không chịu được. À, thay vì đó thì con ăn gạo lứt. Nhưng mà sư thầy ơi, thì gạo lứt thì bọn con đi xuyên Việt bây giờ lấy đâu ra chỗ mà nấu gạo lứt. Thậm chí còn chẳng biết ở đâu bán cơ. Thế sư thầy bảo rằng, thôi rất là đơn giản, bây giờ có một cách nó cũng không tốt thật sự đâu. Không tốt giống như thầy mong muốn đâu, nhưng mà nó còn là khả thức. Nó là phương pháp gọi là gì? Nó là cái cách tốt nhất với con, đó là mua cái gói, em có biết cái gạo Đúng gói cái gói rồi. gói gì Gạo lứt đúng không? nó khô khô ấy Đúng mà rồi. người ta rang rồi ấy Đúng rồi. đó, thì con sử dụng nó làm đồ ăn hàng ngày của con. Và uống nước thì nhớ là gì ạ? Và tốt nhất là bây giờ là bỏ hết sâm này, nấm rồi các gì đó mà đang theo hành trình xuyên Việt để tăng tăng lực đi, cấm được uống những đồ ngọt như vậy. Bây giờ bắt buộc là phải uống nước, và tốt nhất là mua Lavi mà uống, hoặc nếu không có Lavi thì vào nhà dân xin nước uống đun sôi để uống. Thế là thật tuyệt vời gì ạ? Các anh em thì ngăn cản và thôi đừng đi nữa. Nhưng mà thầy Dự vẫn quyết tâm là xám giao đi cùng anh em leo đèo. Và ok, mình không nghĩ gì về nó cả, mình cứ quyết tâm mình đi thôi. Đôi lúc thì nó cứ hay rát rát rồi nó kỳ báo, nhưng mà không, mình đã quyết tâm rồi mình đi. Và lúc nào mà thấy đói đói hoặc khát nước gì đấy, mình lại gạo lứt, mình lại gạo lứt. Và điều tuyệt vời xảy ra là trong vòng 5 hôm tính từ thời điểm đấy nhá, ngày nào cũng ăn gạo lứt và uống như vậy và cũng suy nghĩ tích cực và đúng không kiêng gió. Không hề kiêng Vẫn gió đi. và vẫn đi và vẫn rửa tay rửa trước vẫn đụng nước như bình thường. Một điều tuyệt vời, một điều kỳ diệu xảy ra. Đó là gì ạ? Không lên thêm bất kỳ một cái nốt nào nữa cả. Và bắt đầu nó cứ xẹp dần, xẹp dần và xẹp. Đó là lý do vì sao không để lại các vết sẹo gì trên da cả, sướng vô cùng. Thì từ thời điểm đó thì thầy Dự cảm thấy là gạo lứt rất là tuyệt vời. Nhưng mà trước đó thầy Dự cũng đọc được rất nhiều thông tin là gạo lứt là thải độc này, gạo lứt gì đó Đúng tuyệt rồi, vời rồi. thải độc. Nhưng đấy là cái trải nghiệm mà thầy Dự thực sự cảm thấy nó rất là muốn khoe ở bất kỳ một 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 cái video nào, khoe bất kỳ khi mà nói chuyện với ai, đặc biệt là những gạo lứt. Hôm nay muốn khoe với Mai Liên. Thì Mai Liên thì em có thể lý giải được cho thầy là cái đấy nó đến từ tư duy tích cực của thầy, hay là nó đến từ cái việc là gạo lứt thật tuyệt vời, hay nó đến từ sức đề kháng kháng sẵn có của cơ thể của thầy? Thực ra là
Em lại bởi vì là em cũng đọc sách và cũng áp dụng rất là nhiều cái luật hấp dẫn ấy. Thì em vẫn có một cái cảm thấy là thật ra cái suy nghĩ tích cực của mình nó là một cái phần rất là lớn để đóng góp vào cái việc khỏi bệnh của mình. Bởi vì là mình càng tập trung vào cái nốt đấy, mình càng nghĩ là phải dừng lại, phải chăm sóc, phải nghỉ ngơi, thì mình càng bị cái bệnh đấy nó cứ ám ảnh mình. Và sức đề kháng mình tự nhiên kém đi luôn. Kém đi, bởi vì mình không bảo vệ nó, mình không tự bảo vệ mình nữa. Còn khi mà mình cứ nghĩ là thôi không sao đâu, mình sẽ khỏi thôi, cứ đi đi rồi là cái gạo lứt này nó sẽ chữa khỏi bệnh cho mình. Khi là niềm tin vào sản phẩm đủ lớn, niềm tin đủ lớn thì chắc chắn là mình sẽ tích cực hơn, thì cái mọi nguồn lực tích cực nó sẽ đến với mình. Tức là cái yếu tố vào sản phẩm nó rất là quan trọng nhé. Nhưng mà vì mình tin vào sản phẩm cho nên là nó lại càng tốt. Nó lại càng nhanh hơn. Đầu tiên là tin vào mình này, tin vào sản phẩm này. Thì tự nhiên là mình cảm thấy là thoải mái hơn, thì tự nhiên sức đề kháng của mình cũng tốt hơn rồi, đúng không ạ? Thế về liên quan đến yếu tố về gạo lứt, em có giải thích thêm về cái gì? Thực ra là gạo lứt là nó là một cái thành phần, nó giống như là những cái gọi là như kiểu gạo ngày xưa ấy. Nó chính là gạo, nhưng mà nó lại có thêm một cái thành phần đó là nó rất là tốt cho những cái người mà đang bị độc tố trong người này, bởi vì nó có tác dụng là thải độc này. Thải độc. Và nó lại không khiến cho mình bị đầy bụng hay là bị khó chịu, bởi vì cái tinh bột của nó không phải là cái dạng ngọt như kiểu gạo thông thường. Đấy. Ví dụ như là trẻ con mà mới trong cái quá trình ăn dặm ấy, người ta cũng cho ăn dặm bằng gạo lứt. Đấy, ăn dặm bằng gạo lứt nó rất là tốt, bởi vì là nó không bị ngọt quá, nó khiến cho cơ thể của mình nó lúc nào cũng được thải độc rất là tốt. Và hơn nữa là cái thành phần gạo lứt nó có một tác dụng rất là tuyệt vời, đó là nó phòng chống, nó chống oxy hóa này, phòng chống được rất là nhiều bệnh như là bệnh ung thư này, hoặc là những cái bệnh mà đặc biệt là những người tiểu đường. Bị tiểu đường hoặc là những người liên quan đến vấn đề về thận. Thì uống gạo lứt một thời gian thì cái chỉ số về tiểu đường, chỉ số về mỡ máu và chỉ số những cái vấn đề về thận này, về bài tiết này nó rất là tốt. Đấy, thì thực ra là nó cũng liên quan đến một cái trải nghiệm thực tế của em và mẹ của em. Bởi vì cái thời điểm trước khi mà em bắt đầu kinh doanh gạo lứt ấy, thì là em là một em mới sinh xong. Sinh xong thì lúc đấy rất là béo, và bản thân em chưa bao giờ có khái niệm là em sẽ uống giảm cân đâu. Chưa bao giờ có khái niệm, nhưng mà vì lúc đấy em béo quá mà em sắp đi làm rồi, thì em muốn tìm cái sản phẩm gì để nó an toàn và nó vẫn giảm được cân. Thế là em thử nghiệm với trà gạo lứt. Thì em uống trong vòng tháng đầu thì chưa giảm, bởi vì là em bị tích mỡ nó quá dày rồi. Đến tháng thứ 2 thì em bắt đầu thấy là cân nặng của em nó xuống dần và nhẹ dần. Thì khi mà em cân thì em thấy nó rất là tác dụng rất là tuyệt vời với cơ thể của em, mà sữa vẫn rất là nhiều mà vẫn khỏe, vẫn rất không phải bị mệt mỏi, da rất là đẹp. Da đẹp. Quan trọng là da nó rất là căng, rất là mịn, bởi vì là theo cái quan điểm của riêng em ấy, uống cảm cân là rất là mất nước, cho nên là da rất là xấu nhá. Nó to vào đúng không? Tức là đối với cái nhận thức của em về giảm cân là nó là như thế, nhưng mà uống cái này da rất là đẹp, rất là mịn màng và rất sáng. Và khi mà em biết được cái sản phẩm này là cái sản phẩm trà gạo lứt ấy là giảm cân ấy, thì em tìm hiểu về công ty và em tìm hiểu thêm về cái sản phẩm này. Sản phẩm này là sản phẩm không phải giảm cân, nhưng mà nó cũng chiết xuất từ gạo lứt, nó là thanh lọc và tiêu độc. Thì khi mà em biết sản phẩm này và em đọc công dụng thì em cho mẹ em uống. Và lúc đấy thì mẹ em đang tức là em là dùng cái này, em dùng cái này và em thấy tốt thì em mới giới thiệu cho mẹ em thời điểm đấy là hay bị tiểu đêm, hay bị dậy, bởi vì do cái thận kém ấy, mà uống một thời gian thì ngủ rất là ngon và không hề bị tiểu đêm nữa. Thì thực sự là trong cái hộp này ấy, cái gạo lứt nó có một cái rất là hay. Khi mà mình dùng gạo lứt ấy, mình kết quả mà mình nhận được thì nó còn tuyệt vời hơn những cái gì mà nhà quản lý. Tức là mình mong muốn là A. Mong muốn là A, nhưng mà nó lại có thêm những cái tác dụng là B, C. Đấy. Thì em không nghĩ là nó có tác dụng tốt cho cái việc thận đâu, bởi vì là nó chỉ là lọc sạch gan rồi mỡ máu thôi, nhưng mà mẹ em là không hề bị tiểu đêm nữa. Đấy, và sau này thì mà em cũng thời điểm đấy thì mình đang mới bán hàng nên mình cho rất là nhiều người trong nhà uống. Thì có những người như là anh trai thì bị mỡ máu, bị gan này, bị mỡ máu thì là uống thì là cái chỉ số nó cũng giảm đi, nó giảm và uống nhiều thì nó sẽ hết. Đấy, còn bản thân mình thì là mình tức là em là một người gọi là giảm được 10 cân ấy, 10 cân sau khi sinh nhờ trà gạo lứt ấy. Làm trong vòng 10 tháng? Không phải, trong vòng khoảng 3 tháng. 3 tháng dùng cái tức này. Tức là tháng đầu thì mình cân nặng không hề giảm, bởi vì là cái cơ chế hoạt động của cái trà gạo lứt giảm cân này như này này. Với những người mà cơ địa khó giảm hoặc là mới sinh xong mà khoảng 2-3 tháng mà nó bị cứng quá rồi như em ấy, thì là cơ chế của nó sẽ làm uống vào và nó sẽ làm mềm mô mỡ trước, chứ nó chưa thải đâu. Nó sẽ mềm mô mỡ trước, và khi mà cái kết cấu mỡ nó lỏng rồi, nó không bị cứng quá, nó từ tháng thứ 2 bắt đầu dần nó sẽ thải ra, okay. Và nó sẽ thải qua đường bài tiết. Đấy, thế là gì ạ? Thế là không phải chỉ mình đúng không nhỉ, mà gạo lứt cũng giúp được rất nhiều người rồi.
Thế cá nhân của thầy Dự thì như này này, cá nhân thầy Dự là thầy Dự thực sự rất là biết ơn cái từ khóa là gạo lứt. Vì vậy nên là thầy Dự cũng tìm hiểu sâu hơn nữa về gạo lứt thì thầy Dự phát hiện ra là đúng là cái tính năng cái tính thải độc của nó là thực sự là tính năng tuyệt vời. Nhưng không nghĩ rằng nó lại có nhiều tính năng tuyệt vời liên quan đến làm đẹp rồi còn về sức khỏe mỡ máu gì như vậy nữa. Quá là hay rồi đúng không nhỉ? Nên là nếu các bạn có điều kiện thì các bạn cũng nên tìm hiểu thêm về gạo lứt. Thực sự là như vậy, thêm về gạo lứt. Và thầy Dự cũng phát hiện ra rằng hình như mình cũng có dùng gạo lứt nhiều hơn thì tự nhiên là cơ thể của mình những cái sức đề kháng của mình nó có thể là tốt hơn. Thì bạn ngày trước thì mình hay bị cái tình trạng kiểu như là bị mẩn ấy. Mẩn hay là nhọt, mẩn nhọt có phải là độc không? Kiểu vậy. Kiểu cơ thể mình nó có cái gì đó thì độc nó tố ở bên trong, ra, nó thải ra ở bên rừng da. Kiểu vậy. Thì nó khá là hay. Nên là cái video này nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thầy Dự gửi lời cảm ơn, thực sự cảm ơn đối với những người đang trồng gạo lứt. Trồng gạo lứt là trồng ở đâu ta? Việt Nam có đâu nhỉ? Vùng quê có chứ. Các vùng Việt quê, Nam mình có. Ví dụ như ở Nghệ An của em là vẫn có. À thế à? Mình chưa nhìn thấy câu gạo lứt nào cả. Có các. Thực sự biết ơn những người đang trồng gạo lứt, những người đang phân phối những sản phẩm liên quan đến gạo lứt. Và chúc mừng các bạn vì các bạn biết đến từ khóa là gạo lứt. Còn Mai Liên thì hôm nay đang ngồi ở trường quay này thì chắc là thầy Dự sẽ tạo điều kiện và đề xuất với Mai Liên sẽ làm những video để bạn có thể hướng dẫn sử dụng các sản phẩm này. Để các bạn nào đang gặp vấn đề về mỡ máu này, về cái gì nữa nhỉ? Mỡ tiểu máu đường, này, tiểu đường này, thận, bài tiết kém. Thận này, bài tiết kém này. Hoặc là bị thường xuyên bị độc tố trong cơ thể. Hoặc là bia rượu nhiều thì có phải độc tố không nhỉ? Đúng rồi, bia rượu nhiều hoặc là gan nhiễm mỡ. Tức là bia rượu nhiều là do ai mà hay uống bia rượu thì rất khách ấy, uống cái này rất là tốt. Nó sẽ không khiến cho những cái chất độc ở trong rượu nó ngấm vào. Nói chung là đồ này trở thành đồ biếu rồi đấy. Thật như là Tết là trở thành đồ biếu. Gần Tết là cái trà thanh lọc này này cực kỳ chạy. Ok rồi, lúc mình sẽ đề xuất là tại sao mình một đống vào về mình biếu nội ngoại. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu các bạn thực sự yêu mến gạo lứt, yêu mến Mai Liên thì bạn hãy search Facebook tìm bạn Mai Liên. Facebook của em là gì? Facebook của em là Mai Liên. Mai Liên, đấy. Facebook là Mai Liên. Nhìn thấy cô gái nào giống cô gái ở trong hình này thì chính là Mai Liên. Đừng quên cảm ơn cô ấy. Và có vấn đề gì cứ hỏi cô ấy, cô ấy sẽ tư vấn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Còn bạn muốn có hướng dẫn sử dụng, ví dụ hướng dẫn sử dụng cái gì ạ? Trà gạo lứt Hera này, hướng dẫn sử dụng cái gì đây nữa? Trà thanh lọc Hera thì bạn cứ search trên YouTube thôi là sẽ thấy cái video rất chuyên nghiệp của bạn Mai Liên. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Hai bước để bạn nhận bài học mới của thầy Dự mỗi ngày. Bước 1, ngay bây giờ hãy đăng ký kênh YouTube và để biểu tượng nút chuông. Bước 2, hãy vào Facebook của chính bạn và gõ Hán Quang Dự, gửi lời mời kết bạn và để chế độ xem trước.